Trong ngày làm việc hôm nay của phiên họp thứ 7 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu đã nghe đoàn giám sát báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người có công với cách mạng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp. Báo cáo tại phiên họp cho biết, hiện cả nước đã xác nhận được trên 8,8 triệu người có công, chiếm khoảng 10% dân số. Về cơ bản, các chính sách ưu đãi đảm bảo công bằng và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Mức trợ cấp ưu đãi người có công thường xuyên được điều chỉnh phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ngoài chính sách trợ cấp ưu đãi, còn có chế độ chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở, ưu đãi trong giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm, miễn giảm thuế. Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm, đề cao trách nhiệm đối với người có công, bố trí ngân sách nhà nước và huy động mọi nguồn lực xã hội cùng nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân của người có công. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân tham gia chăm sóc người có công phát triển sâu rộng. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của đại đa số người có công đã được cải thiện đáng kể so với trước. Đến nay, việc chăm sóc người có công đã trở thành trách nhiệm và nhận được sự hưởng ứng của toàn xã hội. Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ, hiện tại vẫn còn 5% số người có công có mức sống dưới trung bình do không còn sức lao động, không có nguồn thu nhập ổn định. Tại phiên họp này, đoàn giám sát kiến nghị với Quốc hội nghiên cứu ban hành luật người có công với cách mạng trên cơ sở hợp nhất pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước, bà mẹ Việt Nam anh hùng.